Xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Mãnh Lực Dương. Quý vị và các bạn thân mến, nhu cầu tình dục là một điểm quan trọng để giữ hạnh phúc trong hôn nhân và gia đình. Việc yếu sinh lý dễ dẫn đến những vấn đề tâm lý tiêu cực, thậm chí có những cặp vợ chồng ly hôn vì vấn đề không hòa hợp trong chuyện vợ chồng. Đặc biệt là đối với nam giới rất quan tâm đến những bí quyết chữa yếu sinh lý không cần thuốc. Vậy bí quyết nào để cải thiện vấn đề này mà không cần dùng thuốc? Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề yếu sinh lý, nhưng có một số cách sẽ giúp cho các quý ông, quý bà cải thiện vấn đề này mà không cần sử dụng thuốc. Một trong những cách hữu hiệu nhất đó chính là bổ sung các chất cần thiết qua đường ăn uống, đồng thời nên kết hợp với các bài tập luyện một cách khoa học để được hiệu quả tối ưu. Đầu tiên là chữa yếu sinh lý bằng chế độ ăn. Muốn cải thiện sinh lý, bạn cần xây dựng một chế độ ăn khoa học hợp lý, bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết. Một số thức ăn có thể giúp cải thiện chức năng sinh lý như hải sản. Hàu được xem là một trong những thức ăn thần dược giúp cho quý ông khỏe mạnh, có tác dụng bổ dương và hầu như mọi người đều biết đến. Trong hàu chứa rất nhiều kẽm giúp sinh ra nhiều testosterone và dopamine. Đây chính là thành phần hormone có tác dụng kích thích ham muốn tình dục. Ngoài hàu ra thì các loại hải sản biển có vỏ như là nghêu, sò, ốc hến, tôm, cua cũng rất là tốt. Tiếp theo chính là trái cây. Nên ưu tiên các loại trái cây giàu các chất sắt, magie, vitamin nhóm B như chuối, dâu tây, dưa hấu và xoài. Ngoài việc bổ sung khoáng chất cho cơ thể khỏe mạnh, còn có tác dụng tăng ham muốn tình dục, hỗ trợ cương dương. Các loại thịt đỏ như là bò, dê, nạc heo giúp bổ sung hàm lượng đạm, kẽm, sắt, giúp phát triển cơ bắp, làm tăng lưu lượng máu. Sô-cô-la. Trong sô-cô-la đen chứa các thành phần oxy hóa, flavonoid, các chất giúp ổn định đường huyết và tăng lượng tuần hoàn máu, cải thiện rối loạn cương dương khá tốt. Trứng gà rất giàu protein và cholesterol, hỗ trợ sản sinh nội tiết tố nam testosterone. Ngoài ra, nên hạn chế và tránh sử dụng bia, rượu, các chất kích thích, nước có ga, tránh ăn nhiều dầu mỡ, nội tạng động vật. Tiếp theo chính là các bài tập chữa yếu sinh lý. Ngoài chế độ ăn uống khoa học thì các bài tập nâng cao sức khỏe rất quan trọng để cải thiện vấn đề sinh lý, và bài tập hợp lý sẽ giúp tăng cường sức khỏe, sức mạnh cơ bắp, hỗ trợ xương chắc khỏe, đẩy mạnh tốc độ tuần hoàn máu đến cơ quan sinh dục, và nó còn giúp tiêu hao mỡ thừa, giảm nguy cơ béo phì có ảnh hưởng đến chức năng sinh lý và có thân hình đẹp. Một số bài tập giúp cải thiện sinh lý như sau. Môn đẩy tạ giúp tăng cường sản xuất testosterone và làm tăng sức mạnh cho các cơ bắp ở vai, ngực, bụng, duy trì sự kéo dài khi quan hệ. Bơi lội là một cách cải thiện sinh lý, nâng cao sức khỏe và còn cũng là giúp cho nam giới có thân hình đẹp và bền bỉ hơn trong mỗi cuộc yêu. Bài tập Kegel giúp cho phái mạnh có thể kiểm soát được thời điểm xuất tinh, cải thiện sinh lý, kéo dài thời gian yêu. Bài tập này rất thích hợp cho những ai bị xuất tinh sớm khi quan hệ. Tập aerobic cũng làm giúp cho giảm được nguy cơ bị rối loạn cương dương, giúp nam giới giải phóng được nguồn năng lượng dư thừa và luôn duy trì được sự trọng lượng trong cơ thể. Tập yoga thì giúp nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lực cho phái mạnh, thúc đẩy quá trình lưu thông máu, tăng cường sự dẻo dai của cơ bắp và sự bền bỉ trong chuyện chăn gối. Lưu ý là tập luyện vừa sức, cung cấp đủ nước và nên duy trì tập mỗi ngày 30-45 phút là tốt nhất. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài các cách chữa bệnh yếu sinh lý không cần thuốc trên thì hôm nay tôi xin chia sẻ thêm với các bạn về thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mãnh Lực Dương. Sản phẩm được bán với giá dao động khoảng 800.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Mãnh Lực Dương giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý ở nam giới, giúp làm giảm nguy cơ mãn dục nam, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối do thận hư. Và thành phần như sau: mỗi viên chứa chiết xuất dược liệu gồm cao xà sàng tử 100mg, cao dâm dương hoác, cao kim anh tử, cao bạch tật lê đều 80mg, cao mật nhân 60mg, cao ngũ vị tử, cao kỷ tử, kẽm glucoen, L-carnitine, lycopene. Phụ liệu thì gồm có gelatin, sodium, benzoten, tinh bột vừa đủ một viên. Cách sử dụng là gì? Uống 2 lần, mỗi lần một viên buổi trưa, buổi tối sau ăn 30 phút. Và dùng cho nam giới trưởng thành, suy giảm chức năng sinh lý, đau lưng mỏi gối do thận hư. Cảnh cáo sức khỏe như sau: không sử dụng cho nam giới dưới 18 tuổi, những người mẫn cảm bất kỳ một thành phần nào của sản phẩm. Không nên uống rượu bia khi sử dụng vì sẽ làm giảm tác dụng của sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nắng mặt trời và để xa tầm tay của trẻ em. Các bạn có thể mua sản phẩm qua hotline hoặc Zalo số 0899918585 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như tình trạng bệnh lý của từng người. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi, và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở phía bên phải màn hình để có thể theo dõi được các video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.